Chào các bạn. Hôm nay đến, tiếp tục đến thăm vườn cây nhà anh Tuấn. Quay cho các bạn xem mấy cây xanh rất là đẹp. Đây, cây này nó có hai thân các bạn. Rất là to, rất là khủng. Bông tay đã rất là mịn. Như cây này thì chỉ về việc chơi thôi. Và đây là một cái cây phôi nhưng mà hình tay cành cũng đã được các nghệ nhân làm, cũng đóng hình cơ bản và được demo rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát phôi rất khủng. Cây răng long cũng rất là mềm, khá côn cây. Đây là cái tổng thể của cây các bạn. Đây, những cái này nay mai nó sẽ bị được làm lúa các bạn. Đấy. Đây các bạn nhìn. Những cái gốc bệ mà cái gang tay của mình nó chẳng ăn thua gì. Rất là khủng. Đây là tiếp tục những cái phôi đang được uốn nắn chấn chỉnh thành bông tay. Đây, với như cái bệ này thì gốc bệ thân về rễ bệ này nó phải về tầm gần 2 mét các bạn ạ. Gốc bệ này phải gần 2 mét. Rất là khủng. Hai thân quấn quyện vào nhau. Đấy. Răng long hai thân quấn quyện vào nhau rất là mềm. Với cái cây này thì người ta có thể là gọi là cái dáng phu thê. Đấy. Hoặc là huynh đệ cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Nhưng mà với cái cây này thì nó quấn quyện như thế này thì người ta gọi là phu thê thì nghe nó hợp lý hơn. Đây là cái tổng thể của cái cây. Và đây cũng là một cây nữa.
trời nó hơi nắng quay nó cũng có ảnh hưởng đến chất lượng để công video, nên công mong các bạn là xem hết sức là thông cảm. Đây. Đấy. Với cái gốc vệ này thì báo cáo các bạn này, nó mạnh rất là ghê gớm như thế này. Đấy. Với một độc cái mặt này thì nó cũng tương đương với tầm khoảng 50 trên 50 cm. Đấy, rất là to, rất khủng. Nếu mà chu vi, tính chu vi hoành thì nó phải tầm trên 1 mét. Rất là mềm cây. Tuy rằng cây này mới gọi là cắt tỉa để thành hình và để mô các cái tay cành, nhưng mà cái form cây nhìn nó cũng rất là đẹp rồi các bạn. Đây là mình nuôi lại để quay lại tổng thể cây cho các bạn quan sát. Đấy. Và nhà vườn đây thì cũng rất là nhiều cây. Mới cách đây có vài hôm thôi nhưng mà cũng giao lưu được rất nhiều. Bởi vì lý do thứ nhất là cây cũng đẹp, thứ hai nữa là cái giá cả nó cũng rất là phải chăng. Còn đây là tiếp tục những phôi cây này, cũng đã được đề hình tay cành rất là to, rất là khủng. Giờ hình như hơi chật nên là mình không. Quay gần thì các bạn xem cái gốc vệ nhìn dáng dấp rất là thích mắt. Bán hàng chạy không anh? Xin chúc mừng các anh nhé, bán hàng nó rất là chạy. Để các bạn quan sát. Đấy. Gốc bệ rất là khủng. Với cái gốc bệ này thì với trải dài cả rễ cả bệ đây thì báo cáo các bạn nó tầm khoảng 1,5 m các bạn ạ. Rất to, rất khủng, rất u yếu nhưng mà cũng rất là mềm. Các bạn nhìn cái khu vực ngọn người ta làm cũng rất là mềm, rất là đẹp. Cái này chỉ 1-2 tháng sau thì các cái bông tay nó phát triển lên thì nhìn và bắt mắt lắm các bạn ạ, rất là sinh động. Đây là tổng thể của cái cây này. Đấy. Cây phi lao rất đẹp. Còn đây là một trong những cây cây gọi là mini thôi. Đấy. Nhưng cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Với cái đoạn nâng nứng này thì cũng là hơn một chiếc tay mình. Nó tầm khoảng 25 hoành, tầm khoảng 25 cái đoạn nâng nứng này. Còn gốc bệ thì nó to hơn chút. Đây các bạn quan sát. Đấy. Cây rất mềm, rất đẹp.
Các bạn nhìn những cái, có cái những cái điểm nhấn rất là đẹp như thế này. Uốn lượn điểm nhấn rất mềm, rất đẹp. Đấy các bạn thấy. Đây là cái tổng thể của cái cây này. Đấy. Cái cây mini là đẹp lắm các bạn, rất đẹp, rất mềm. Đây này, cái cây phôi rất là khủng, cũng đang được đóng tay cành hết cả rồi, cơ bản rồi. Trên cơ sở hình dung của các cái form này của nhà vườn đã định hình, nay mai các bạn về chỉ cần chăm sóc cho nên tốt và cắt tỉa chỉnh sửa là chúng ta có cây chơi luôn các bạn ạ. Đấy. Đây là cái cây long cổ cũng rất là to, rất là đẹp, rất là khủng. Đây các bạn nhìn gốc bệ đây. Và rất nhiều cây cây phôi khác và đã được định hình demo tay cành rất là đẹp, rất là to, rất khủng. Có các loại kích cỡ từ mini đến hàng khủng mà đều nhà vườn đều đã có. Còn đây những phôi cây khủng như thế này các bạn này. Đấy, có cái tay hoành bay ra đây rất là đẹp, rất là mềm. Các bạn thấy rất là nhiều cây. Nên là bạn nào có nhu cầu chơi cây thì đến hỏi thăm đến địa chỉ nhà anh Tuấn. Đấy. Tân Điên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thì trước đó mình sẽ đăng video và để số điện thoại ở trên mục tiêu đề hoặc là mô tả, các bạn cùng tham khảo. Còn hiện nay anh đang đi vắng. Đấy. Những cây rất là khủng. Đây, với ví dụ như cái phôi này ấy, thì cái
Cái này nó phải bẹ nó phải mét hơn mét. Và có hết rồi đấy anh ơi, có hết rồi anh ơi, xem lại đi. Đấy các bạn thấy cây rất là mềm, rất là đẹp. Có rồi anh ơi. Đây, những cái bệ cây, gốc cây rất là đẹp các bạn này. Còn đây là cái cây ôm đá cũng rất là tuyệt vời các bạn này. Đấy. Rất hay. Đây là tổng thể của cây. Bạn mình quay gần vào cho các bạn quan sát. Tiếp theo đây là một cây nữa ôm đá. Và còn đây là nhà vườn có rất là nhiều cây và toàn những cây rất khủng, rất đẹp các bạn ạ. Rồi tiếp tục những cái phôi cây. À, cây này thì cũng cơ bản là thành hình cây rồi. Dây nhôm đã được gỡ bỏ ra. Đấy, tay bông đang tiếp tục nuôi và phát triển. Đấy. Đây là cái tổng thể cây. Đấy. Mình quay gần lại cho các bạn xem bệ đế của cây ôm đá. Này, ôm cái tảng đá rất là khủng. Nếu mà nhìn xa thì cái này thì ít người bảo đây là cục đá, trông như là cái cùng màu với gốc cây luôn, thân cây luôn. Đây, viên đá cũng rất đẹp. Hầm hố, tuyệt vời. Đấy, dáng dấp rất mềm, rất đẹp. Cái cây nó to cho nên là mình quay tổng thể các bạn quan sát thôi, chứ quay chi tiết vào thì là nó sẽ không được đẹp. Đấy, đây là tổng thể của cái cây này. Đấy. Vì cái địa hình nó cũng khá chật nên mình không đi được xung quanh, mong các bạn thông cảm nhé. Này, còn rất là nhiều phôi to, rất đẹp, rất côn. Đây, cái phôi này, để cho các bạn xem cái phôi này mới là đẳng cấp, giá trị và năm tháng đây. Đấy.
Với cái phôi này thì với cái chiều dài của bệ, mình tính như gọi là chiều dài thôi bởi vì nó rất là rộng, thì là với chiều dài của bệ rễ này thì nó tương đương với tầm khoảng 1,5 m các bạn ạ. Đấy, bệnh thân rất là rễ đã bện vào nhau như thế này, các bạn quan sát. Với cái đoạn trên này thì nó cũng phải là gần 1 m rồi. Đấy, gần 1 m các bạn ạ, rất khủng, rất 5 tháng. Đây, cụ thể các bạn quan sát đã mốc meo như thế này rồi, dễ bện hết rồi. Đây, nó liền hết rồi này, các bạn nhìn nó liền thành một khối hết rồi. Mốc meo 5 tháng lắm. Đây các bạn nhìn nó liền hết, không còn gì, nó liền. Nửa niên được như vậy thì là với cái giống này thì nó cũng nhanh nhanh, nhưng mà để được đến như mức độ như thế này thì cũng rất là 5 tháng các bạn ạ. Đấy, tổng thể cây này cũng rất đẹp, rất mềm. Đấy, với những cây này thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng các đại gia thì cũng nên quan tâm. Tiếp theo đây là một cây nữa cũng dáng dấp như vậy, như cây này thì là có cái dáng rõ rệt hơn của một con voi khổng lồ. Đấy, bệ rễ các bạn quan sát này. Đấy các bạn nhìn. Đấy, trông như một cái con voi. Anh cứ nói là chủ nhà vườn Vũ Ngọc Vịnh. Vũ Ngọc Vịnh ạ. Vũ Ngọc Vịnh. Vâng. Đấy, như đây bác đang làm cây, bác nói là chủ nhà vườn tên là Vũ Ngọc Vịnh. Thế số điện thoại của bác Vịnh là bao nhiêu bác ơi? Số điện thoại của em là, để bác để em lấy đã nhé, em không nhớ lắm đâu. Vâng, anh cứ lấy cho anh đọc đi, em chờ bác ạ. Vâng. Số điện thoại của em là 037. Vâng, để số điện thoại của bác Vũ Ngọc Vịnh là 037 569 628. Vâng đấy. 1628 đấy. Vâng, 1628. Vâng. Vâng. Đấy là mời các bạn, nếu như mà bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với bác Vịnh với số điện thoại nêu trên ở khu vực địa điểm là Tân Yên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy, thì các bạn sẽ có những cái cây xanh, những cây bonsai. Đấy, từ mini đến hàng khủng thì sẽ được tọa nguyện theo ý của các bạn, và với giá cả rất là phải chăng. Đấy, bởi vì ở đây nhà vườn cũng chuyên cung cấp cho các nơi. Đấy, người ta có thể là kinh doanh buôn bán, người ta đến đây người ta lấy được, người ta đem đi người ta kinh doanh kiếm lời được, thì báo cáo các bạn chắc chắn là các bạn sẽ vừa lòng với hài lòng với này, cái giá cả và cái form cây ở đây làm sao nó phù hợp với sở thích của các bạn. Đấy, đây là những cái cây phôi rất khủng, nhưng mà cũng đã được định hình tay cành. Đấy, sau này mình về mình chỉ cần tác động chỉnh sửa đục đẽo một chút xíu nữa, thì cái tay bông nó lên mình cắt tỉa lại một chút xíu nữa, thì là các bạn có một cây rất là đẳng cấp tuyệt vời để chơi. Đúng rồi, phần này đấy. Được rồi, sẽ đấu, sẽ cắt.
Thế mà sau này mà cháu cái móng này mà cháu có đào mà như thế nào anh hướng ông là tính tại ông. Nghe chưa? Nhà cháu đây là lại như thế này. Và mình cũng không làm mất thời gian của các bạn nữa. Đấy, hôm nay mình tạm dừng video tại đây. Đấy. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin tạm biệt các bạn.